Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Lại là mình Kim Giang đây. Thì dạo này mình đã chăm up video hơn rồi. Và đây sẽ là clip về hàng phần 2 nhá. Thế nhưng mà kiểu do là đợt trước ấy thì mình hay bỏ bê video cũng như là ít đăng video. Thế nên là tương tác của mình đã bị tụt xuống rất là nhiều ấy. Nên là mình mong mọi người xem video này cho mình một like và một subscribe nhá. Và mọi người hãy comment xuống những cái ý kiến về video để mình có thể cải thiện tốt hơn nha. Tiên sẽ là đơn hàng của em có tên là Yến Hồng. Thì em này đã chuyển khoản cho mình 630.000 rồi. Và đặc biệt là khi mà em, ngày mà em ấy mua cái đơn hàng này ấy, thì là một cái ngày rất là đặc biệt, đó chính là ngày sinh nhật của em ý á mọi người. Đó. Thì đây là cái em Sushi Yummy Bee. À không phải, em Foxy chứ không phải là Yummy Bee đâu mọi người. Tiếp tục thì em ấy có đặt của bên mình là một cái em cá heo như thế này. Đó. Em này là một vị khách rất là thân với mình, ủng hộ mình rồi. Một năm trong khi mà mình bán chính hãng ấy là em ấy đã ủng hộ mình một năm trời rồi. Đợt nào em ấy cũng ủng hộ các thứ ấy. Thì đây là một cái phần quà mà mình tặng cho đơn hàng của em ý. Thì cái hộp phần quà này là mình tự đi mua ấy mọi người. Mong là em sẽ thích cái món quà sinh nhật này mà chị tặng cho em nha. Nguyễn Tú Anh ha mọi người, thì đơn này của em ấy có tổng trị giá là 875.000 nha. Thì lần này thì em ấy đặt qua Zalo của mình ấy. Thì em ấy có đặt ở bên mình là một em thỏ Kipru này, rất là xinh. Thì kế đó là em ấy có đặt của bên mình là một cái em shortcake như thế này. Đó. Rất là kiểu mới và đẹp hơn, nhưng mà em ấy có bị defect ý. Tiếp tục thì em ấy có đặt một cái vòng thú như thế này, rất là rare luôn ý. Cái màu này rất là kiểu mình ít khi về được ý. Đó, và một cái em máy game như thế này. Thì đây là đơn hàng của em ý nha, cảm ơn em rất là nhiều vì đã ủng hộ đơn hàng của bên chị nha. Đó, thì đây là một cái phần quà mà mình sẽ tặng cho đơn hàng của Nguyễn Tú Anh nha. Đây, mình sẽ thay đổi cái phần quà này cho nó ngọt ngào hơn. Tiếp đến là đơn hàng của bọn em có tên là Ngọc Duyên cho mọi người. Thì tổng của em ấy là 405.000 nha. Đó, em này cũng đặt qua IP, qua Zalo của mình luôn. Thì đây là một cái hộp mà mình sẽ dùng để đóng gói đơn hàng nhé. Thì em có đặt của bên mình là một cái em dép bánh mì nhỉ. Đó, rất là xinh. Tiếp tục thì em có đặt của bên mình là một em hamster eye bloom như thế này. Có bị defect không, và mình cũng đã nói trên cái lúc mà báo giá kênh YouTube, trên kênh YouTube của mình rồi á. Thì đây là một phần quà mình tặng cho đơn hàng của em Ngọc Duyên nha. Tiếp tục là đơn hàng của bạn có tên là Đào Thiên Hải trên Shopee ha mọi người. Thì cái hộp này là mình mô phỏng lại thôi nha, lo là đơn của bạn ý mình đã gửi rồi mà mình quên mất là mình không có quay. Thì bạn ấy có đặt cho mình là một cái em marshmallow bee như thế này. Thế nhưng mà bao bì là mới tinh và nó là màu hồng nha mọi người, chứ không phải là dâu màu đỏ đâu. Và 50.000 mình kèm theo cho đơn hàng của bạn ý. Thì không thể quên được là một cái phần quà cho đơn hàng của bạn ý nha mọi người. Đó, lúc mà mình gửi thì mình có kèm sách ngô ấy á mọi người. Thì tiếp đến là đơn của bạn có tên là Hoàng Quyên ha mọi người. Thì bạn ấy đặt trên Shopee của mình nha. Thì đây là một cái hộp mà mình sẽ đóng đơn cho bạn Hoàng Quyên. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ đơn hàng của bên mình nha. Thì Hoàng Quyên có đặt của bên mình là một em bánh dứa như thế này. Tiếp tục thì bạn ấy đặt của bên mình là một em mạn thầu màu đỏ và một cái em bò như thế này. Cảm ơn bạn Hoàng Quyên rất là nhiều vì đã ủng hộ đơn hàng của mình nha. Đó. Thì đây là phần quà mình sẽ tặng cho đơn hàng của bạn Hoàng Quyên. Quỳnh Hoàng ha mọi người, thì đây là đơn Shopee của bạn Quỳnh Hoàng nha. Thì bạn Quỳnh Hoàng có đặt của bên mình là một cái em bé kiều Yomino rất là xinh, màu xanh thế này. Em này thì mới tinh nha. Và đây là một phần quà là hai cái dãy sticker rất là xinh và một cái card của bên mình nha. Ở đặt trên Shopee của mình ha. Bạn này đặt hàng thì cũng rất là dễ tính luôn ý. Đó. Đó, thì đây là đơn bạn ấy có đặt của bên mình là một cái em dây dâu như thế này, rất là xinh. Tiếp tục thì bạn ấy có đặt của bên mình là một cái em sò như thế này. Và một cái em trái tim này 150, mình bán bạn ấy 100.000 luôn. Do là mình chọn random cho bạn ấy luôn ý. Bạn ấy yêu cầu là chọn random cho bạn ấy luôn. Thì đây là một cái phần quà mình sẽ tặng cho đơn hàng của bạn. Đấy là đơn hàng của một bạn có tên là Huyền ha mọi người. Thì bạn này đặt trên Shopee của mình nha. Thì bạn ấy đặt một cái em trứng gà 235.000. Thế nhưng mà em để bị lỗi, thế nên là mình chỉ bán bạn một lần 180.000 thôi, cũng như là trả lại bạn ấy 55.000 ha. Thì đây là quả trứng gà mà bạn ấy đặt của bên mình nhé. Đó, thì đây là phần quà mình sẽ tặng cho đơn hàng của bạn Huyền nhé.
Tiếp đến là đơn của bạn có tên là Nguyễn Thùy Trang ha mọi người. Thì tổng của bạn này là 550.000 nha mọi người đó. Thì bạn này rất là thân luôn mọi người. Kiểu bạn ấy mua hàng với mình rất là nhiều lần rồi, trong các cái video mọi người cũng có thể thấy rồi ha. Bạn cá mọi người, thì bạn ấy đặt của bên mình là một quả dưa lưới mọi người, chất lượng nhất đó. Thì tiếp tục là bạn ấy có đặt của bên mình có toàn màu xanh lá luôn đấy mọi người ạ. Một cái túi tiền và một cái em khỉ. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ đơn hàng của bên mình nha. Và đơn hàng của bạn này thì cũng không thể quên được là đó là phần quà đi kèm cho đơn hàng của bạn ý nhé. Thì phần quà mình tặng cho mọi người cũng sắp hết rồi luôn ý. Thì đây là phần quà mình tặng cho đơn hàng của bạn Nguyễn Thùy Trang nha.